Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành Boeing từ chức. Nhà sản xuất máy bay Boeing thông báo ông Dennis Muilenburg, giám đốc điều hành của công ty Boeing, vừa từ chức trong ngày 23 tháng 12 sau một năm công ty bị kiểm soát gắt gao vì những thất bại liên quan đến kỹ thuật công nghệ trên máy bay 737 MAX. Loại máy bay đã xảy ra hai tai nạn liên tiếp. Vào ngày 29 tháng 10 năm ngoái, chuyến bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Malaysia chở tổng cộng 189 người, bao gồm 181 hành khách và 8 người thuộc phi hành đoàn, đã khởi hành vào lúc 6 giờ 10 phút sáng và trên đường bay đến thành phố Pangkor, Penang thì đã gặp tai nạn. Toàn bộ 189 người đều thiệt mạng. Khoảng 5 tháng sau, vào ngày 10 tháng 3 năm 2019, chuyến bay mang số hiệu ET302 của hãng hàng không Ethiopia đã gặp tai nạn khiến cho 157 người có mặt trên máy bay đều tử nạn. Tổng cộng có 346 nạn nhân thiệt mạng trong hai tai nạn máy bay nói trên. Máy bay 737 MAX bị cấm đưa vào hoạt động từ tháng 3 năm 2019, trong khi các nhà điều tra đánh giá sự an toàn của chúng sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Indonesia và Ethiopia. Các quan chức điều tra an toàn hàng không đã xác định một hệ thống điều khiển tự động trong máy bay 737 MAX 8 được gọi là MCAS có liên quan đến cả hai vụ tai nạn nói trên. Hãng Boeing nói rằng hệ thống này dựa trên một cảm biến duy nhất là đã nhận được những dữ liệu sai lệch khiến cho máy bay bỏ qua các lệnh của phi công và khiến cho máy bay chúi đầu xuống. Cuộc điều tra kêu gọi hãng Boeing thiết kế lại hệ thống này, đồng thời các máy bay 737 MAX 8 đều bị cấm đưa vào hoạt động.